Ai đó? Con. Cái đó là cái gì vậy con? Lego. Lego à? Ở đâu có? Giờ nó em tặng. Giờ em tặng hồi tối hả? Dạ. Đâu được coi hình gì vậy? Máy bài. Máy bài. Giờ nè em này biết tặng đồ cho tụi mình dễ sợ. Nè. Chị nào mới khui? Chiều. Chiều nay học về mới khui hả? Ừ. Nguyên chiếc tàu hả? Máy bay. Máy bay. Nó cái hành kiếm nè. Hành kiếm nào? Cái dưới kia là gì vậy? Hai con gì vậy? Có đạp tới tặng hai con người. Có hai con người này. Có ông ma hả? Không phải, người ác. Người ác. Người tốt. Người tốt ngồi trong máy bay. Chiều nay tụi mày có mở ra nhớ cho mẹ coi với nha. Bye bye Tommy.